kết hợp với một chiếc điện thoại Vertu nữa thì đồng hồ Rolex, điện thoại Vertu, nhẫn Vertu hoặc là nhẫn Rolex và có cả chiếc nhẫn Patek. Đây, nhẫn Patek cũng đẹp. Đối với chiếc nhẫn Patek Philippe này là một điều tuyệt vời của Kỳ Lân, bởi vì những viên kim cương ống trên chiếc nhẫn Patek này là Kỳ Lân đã tuyển chọn cực kỳ công phu với tiêu chí luxury của mình, phải tuyển chọn từng viên một và những viên xếp với nhau, phải đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch và những cái thông số đẹp nhất, độ đẹp bình quang phải rực rỡ như thế này để tạo nên một chiếc nhẫn Patek hoàn hảo khi đeo đơn hoặc đeo kết hợp với đồng hồ Rolex hoặc đeo kết hợp với đồng hồ Patek Philippe hoặc bất kỳ những thương hiệu đồng hồ nổi tiếng nào cũng sẽ phù hợp và đủ đẳng cấp sang trọng thượng lưu. Đây là một trong những chiếc nhẫn cực kỳ đẳng cấp với những viên kim cương ống baguette này, là những viên kim cương mà Kỳ Lân đã cực kỳ công phu để tuyển chọn được những viên đồng nhất với nhau về kích thước, xen kẽ với nhau những viên là đồng nhất với nhau. Những viên kim cương này được xếp với nhau phải đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch, độ đẹp. Nói chung là những gì tuyển chọn nhất của những viên kim cương đẹp nhất để mà đưa vào chiếc nhẫn Patek này, để mà khi mình đeo lên tay một mình chiếc nhẫn này cũng đủ sang trọng đẳng cấp. Và khi kết hợp với một chiếc đồng hồ Rolex hoặc bất kỳ một chiếc đồng hồ nào khác hoặc kết hợp với đồng hồ Patek Philippe thì là một bộ đôi hoàn hảo, tạo nên giá trị sang trọng đẳng cấp thượng lưu.